Vẽ hoàng hôn vô cùng đơn giản, bằng bút chì. Hồi nhỏ có ai vẽ tranh hoàng hôn mặt trời như này giống tôi không? Này biết cách vẽ rồi, tôi bày cho nè. Đầu tiên vẽ cho tôi một cái hình tròn lớn đã ha. Ở dưới mình vẽ một chỏm đất như thế này, rồi tô nó đen thui bằng chì 8B luôn nha. Sau đó mình dùng một vật hình tròn như là đồng xu hoặc là nắp chai như tôi, vẽ một cái hình tròn để làm mặt trời nha. Bên ngoài cái hình tròn thì mình sẽ vẽ chì ở xung quanh, vẽ bằng các nét ngang như này nè sẽ dễ dàng hơn nhiều luôn. Sau đó làm mịn bằng bông gòn ha. Ở trên mỏm đất thì mình sẽ vẽ những cái bông cỏ lau để phong cảnh thêm thơ mộng nha. Vẽ cái này dễ lắm luôn á, vẽ thân cỏ lau trước rồi tỉa các nét như này giống tôi nè, hoặc có thể chấm các chấm như này cũng được nữa, thêm một ít cỏ ở bên dưới và một vài chú chim bay lượn ở trên bầu trời nữa là xong rồi. Đây là bức tranh phong cảnh đẹp mà còn dễ nhất mà tôi từng vẽ luôn á, và đây là thành quả nè. Ta-da!